Vậy cũng nhận thư cảnh cáo. Biết vậy thì không đi chơi rồi. Phải đó. Anh Duy, cũng tại anh hết đó. Hôm qua rủ tụi em đi chơi, bây giờ đã nhận thư cảnh cáo nè. Lá thư này của cậu. Vậy là sao? Đây là ý của ông Kiều, tôi không thể làm khác. Ông Kiều đã dặn, nếu người nào còn đi trễ về sớm làm việc tắc trách, bị cảnh cáo lần nữa sẽ bị đuổi việc. Làm đúng quy tắc hay là trả thù riêng đây? Anh nhiều chuyện hả? Tôi chỉ phụ trách trật tự trong lớp học thôi. Chuyện ngoài lớp học tôi sẽ không quan tâm. Các bạn tự luyện tập đi. Tôi có chuyện ra ngoài một chút. Lúc trở về tôi sẽ hỏi từng người. Ông không có nói, tức là trong lớp chúng ta có tay trong rồi. Rất đơn giản. Trong tay ai không có thư cảnh cáo thì là người đó. Tôi có. Không phải tôi. Tên này không có gì hết, chắc chắn là nó rồi. Lèo lẻo hả? Một là thừa nhận, hai là chống tới cùng. Tôi ghét ai lén lút lắm. Anh Duy, anh nói là không có. Bộ câm hả? Tự anh nói với tôi đi. Tôi không có. Tôi phân bài. Tôi không có nói. Anh Duy ạ, anh nhìn mặt ảnh ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy, làm sao làm tay trong được chứ? Hôm đó em ở bên cạnh ảnh, thật sự ảnh không có. Không phải anh ta thì là cô. Không phải em. Không nhận chứ gì. Ok. Phải, anh Duy kêu tôi đến đây để làm gì vậy? Anh biết đó, một trai một gái, nếu ở đây mà làm quá, không có được đâu. Đi theo tôi đi. Anh Duy, tôi đưa cổ tới rồi. Anh Duy. Tôi không biết cô dùng cách gì. Cho bạn cô uống đi. Cô kéo tôi tới đây làm gì? Tôi không có đem theo tiền lẻ, anh mời tôi uống nước đi. Vậy cô uống gì? Gì cũng được. Đây. Anh đúng là người tốt. Mỹ à? Hả? Cảm ơn cô. Sao lại cảm ơn tôi? Hôm nay cô đã giải dây cho tôi. Không có gì. Thật ra là không biết ai đã giúp cho ai. Cô tin tưởng tôi, tôi rất vui. Anh đừng giận tôi nha. Xem tại phimmedia.tv. Đừng giận để tôi ủng hộ phim nha. Làm sớm hơn. Lon nước của tôi không có lạnh. Đổi lon của anh cho tôi đi. Tôi đã uống rồi. Không sao đâu, chúng ta là bạn mà. Anh uống hết đi. Đi mau đi. Tới giờ học rồi. Nè, tới giờ học rồi. Thuốc anh hay thiệt hết. Thuốc này mạnh vậy, có hại gì không? Trời ơi, đưa đây đi. Nó không chết, cũng bị chọc đến chết á. Đủ rồi, vẫn sơ sơ vậy được rồi mà. Chúng ta đi đi, đi đi. Đứng lại. Bằng này chừa cho cô đó. Thôi khỏi đi.
Em thấy mấy anh giỡn vậy rất vui rồi mà. Tới bước này cô định rút lui hả? Sợ hả? Được rồi, được rồi. Vậy em giỡn chút xíu thôi nha. Có phải dễ gì cũng được không? Sorry, cô xin lỗi anh ta hả? Anh nói gì cũng được mà. Chị không sao chứ? Trời ơi, tránh ra đi. Nhiều chuyện quá à. Đi ra chỗ khác đi. Dạ, đưa cây cọ cho tôi. Làm từ trọng sướng quá ha. Dễ sao được, anh lớn biết đó là cây trọng. Nè, giúp tôi dễ dìu vào đi. Ok. Anh cầm thành vấn đề, rõ rồi. Trường Lai Phú, cậu qua đây. Ôi trời, đắp mặt nạ đó. Cậu làm cái gì vậy? Bộ rớt xuống thùng sơ phải không? Em không biết. Ngủ dậy đã như vậy rồi. Ngủ dậy đã vậy? Bị ma chọc kẹo hả? Tôi đang hỏi cậu, cậu nhìn đi đâu vậy? Hả? Xin lỗi, là em không cẩn thận. Cậu không cẩn thận là một chuyện, nhưng chưa tắm rửa thì cậu đến lớp, đó đã là vấn đề đó. Em sợ đến trễ nên không kịp tắm. Lát nữa tan học đến lớp gặp tôi để nhận thư cảnh cáo. Em không nhận thư cảnh cáo, em không có đến trễ. Trong giờ làm việc, mặt mày không sạch sẽ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng hình tượng của casino nên phải nhận thư cảnh cáo. Được, thật lòng em không muốn nhận thư cảnh cáo. Em trở về tắm. Nếu cậu không nhận thư, tôi có thể đuổi cậu bất cứ lúc nào. Đừng thầy à, đừng. Làm đi lơ là mơ ước của em. Em có muốn mất việc làm này. Khó khăn lắm em mới thi vào đây được. Lần đầu tiên em có thể làm được việc mình yêu thích. Thầy đừng đuổi em có được không? Thầy ơi, thầy cho Phú một cơ hội đi. Bộ ra chợ mua đồ phải không? Tóm lại làm đúng quy tắc, không có thương lượng. Thầy nói xong chưa vậy? Có chút chuyện mà giải quyết lâu lắc. Anh đã muốn học, cứ để cho anh học đi. Được. Nè, bây giờ tôi nể mặt, nể mặt các bạn trong lớp, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu mau đi tắm đi, rồi quay lại học. Cảm ơn thầy, cảm ơn, cảm ơn. Sao lại tha cho thằng ngốc đó? Anh muốn bị đuổi phải không?